Hello anh em, nay lên cho anh em tham khảo cái lô 110 Thái của phép như vậy nè mày. Ở đây tổng cộng là có 2, 4 tới chiếc quen trăm Thái là 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 xe. 12 xe thì có 1 xe trăm Thái, còn nhiều lại là 110 nè, 11 chiếc 110. 99 có 2.000 có đủ hết. Con này 99 á, con này đầu TH á, đúng rồi 99 nè anh em, yên mút nó còn nè, tại vì cái đầu bò nó là bò TH, TH mà không có 2.000 đâu anh em, xe anh em nào 2.000 thì nghiên cứu lại, ví dụ như đầu bò TH mà anh em nói nó là 2.000 là anh em nghiên cứu nó, thấy không? Nó nhiều khi á, trường hợp này, cái xe này á, cây bô này là bô 2.000, bô đích sơn. Đó, nhiều khi cái bô nó hư á, nó thay cái bô khác vô á, bô 2.000 vô ha, cái đó là bình thường thôi. Còn như các xe á là TH là 99 á, nó đầu số máy là 800 hoặc là 002 hoặc là 001 à, có mấy loại vậy đó. Thằng này không, thằng này 008 nè à. Rồi 001, 002 này 2.000, này 99, này đầu TH luôn, này 2.000, này 2.000, này quay trăm Thái, này 2.000, này với này giá bằng nhau là 40 củ rồi ha, hai chiếc này, chiếc này có biển nữa, biển sẵn, này 99, này 99 luôn, này 2.000, này 2.000. Xe nào thì anh em alo cho bên em nha nè. Rồi ok anh em, xe nào thì phone cho mình nha anh em nhé. Cảm ơn anh em đã dành thời gian của video. Chúc anh em nhiều sức khỏe.